Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với FPT Shop Channel. Sở hữu iPhone 10 là một điều gì đó phải nói là rất là tuyệt vời. Tuy nhiên, cái cách mà sử dụng iPhone 10 ấy, nó cũng khác hoàn toàn so với những chiếc iPhone khác trước đây. Thì trong clip hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một số cái mẹo để mà các bạn có thể sử dụng trên iPhone X mà sử dụng nó một cách thật là hiệu quả. Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu luôn nha. Với chiếc iPhone 10 này á, khi mà các bạn nhấn giữ nút nguồn thì nó sẽ kích hoạt Siri. Như vậy thì làm như thế nào để chúng ta tắt máy? Thì có hai cách để mà các bạn tắt máy. Một là các bạn sẽ nhấn giữ cùng lúc nút nguồn hoặc là nút tăng giảm âm lượng, hai nút đều được cả. Các bạn sẽ nhấn giữ này. Đấy, thì nó sẽ hiện ra nút này. Hoặc là khi mà các bạn nhấn nút âm lượng một cái, nhấn nút giảm âm lượng một cái, các bạn nhấn giữ nút nguồn thì nó cũng sẽ hiện ra cái màn hình tắt này thôi. Cách thứ hai là các bạn sẽ vào trong cái phần cài đặt. Cái này thì nó hơi lằng nhằng một tí, thường dùng phím tắt thì dễ hơn. Các bạn sẽ vào trong phần General này. Các bạn kéo xuống thì chúng ta sẽ có phần Reset và Shutdown. Nhấp vào trong này thì chúng ta cũng sẽ tắt nguồn máy. Đó là thủ thuật nhất. Và cái thứ hai là mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách kích hoạt cái chế độ Dark Mode để mà giao diện máy nó sẽ trở nên tối hoàn toàn luôn. Nó giúp tiết kiệm pin hơn. Thì cách dùng là các bạn sẽ vào trong phần cài đặt này. Ở trong này chúng ta sẽ có một cái phần là Accessibility. Các bạn vào trong này. Sau đó thì các bạn sẽ có một cái mục là Display Accommodation. Các bạn sẽ vào trong này. Sau đó ở trong này chúng ta sẽ có cái mục là Invert Color. Đấy, các bạn sẽ chọn Smart Invert. Đấy, nó sẽ chuyển qua màu đen như thế này. Thì nhìn cái màn hình điện thoại của chúng ta nó sẽ đen sâu hơn, cũng như là khi các bạn sử dụng ấy thì cái điện thoại của các bạn nó sẽ tối hơn, đồng thời nó sẽ tiết kiệm điện hơn. Đấy, tiết kiệm năng lượng cho cái điện thoại của chúng ta. Nhìn cũng rất là đẹp á. Và để thực hiện cái thao tác một tay trên iPhone 10 thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Ở một số cái dòng iPhone trước ấy, thì để thực hiện thì các bạn chỉ cần nháy đúp vào trong nút Home. Còn ở iPhone 10 thì mặc định cái chế độ một tay nó bị tắt đi. Thì bật nó lên như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Đầu tiên các bạn sẽ vào trong phần cài đặt này. Sau đó thì bạn sẽ vào trong phần General. Chọn Accessibility này. Kéo xuống thì ở đây chúng ta sẽ có một cái mục là Rechargeability. Thì cái này các bạn sẽ bật nó lên. Thì như vậy là chúng ta đã kích hoạt cái chế độ một tay rồi. Và để sử dụng thì ở phía dưới cái thanh của nút Home ấy, thì các bạn chỉ cần vuốt nhẹ nó xuống. Đấy, các bạn vuốt xuống là nó sẽ kích hoạt cái chế độ một tay, vuốt lên để trở về. Đấy, rất là nhanh và cũng rất là đơn giản. Và tiếp theo mình sẽ chia sẻ tiếp về cái phần Hard Reset trên iPhone 10. Thì trên iPhone 10 thì chúng ta cũng sẽ có cách sử dụng hoàn toàn khác. Thì các bạn phải lần lượt làm theo các bước sau để tiến hành Hard Reset khi mà cái điện thoại của các bạn nó bị treo và các bạn muốn khởi động nó lại. Thì đầu tiên các bạn sẽ nhấn nút vào nút tăng âm lượng này, sau đó nút giảm âm lượng và nhấn giữ cái nút nguồn cho đến khi cái logo của táo nó xuất hiện là chúng ta đã reset thành công. Đấy, đã reset rồi đấy. Và trên iPhone 10 nó có một cái tính năng rất là thú vị. Khi mà các bạn có thông báo tới ấy, thì buộc các bạn phải mở khóa bằng cái Face ID thì các bạn mới có thể đọc được nội dung của cái thông báo ấy. Tuy nhiên thì nhiều bạn lại cảm thấy không thích cái vấn đề này. Các bạn muốn đọc luôn cái thông báo của mình thì các bạn có thể vào trong phần cài đặt này. Ở trong phần cài đặt thì các bạn sẽ có một cái mục là Notification. Thì các bạn sẽ vào trong này. Ở trong này nó có một cái mục lựa chọn, đó chính là, đấy, các bạn có thể chọn là Always, có nghĩa là lúc nào nó cũng sẽ hiển thị nội dung thông báo. Hoặc là các bạn sẽ chọn là sau khi mở khóa xong thì nó mới hiện lên, hoặc là không bao giờ. Đấy, rất là tiện dụng. Và ví dụ như trên iPhone 10 thì muốn chụp màn hình như thế nào thì các bạn chỉ cần là nhấn giữ cái phím nguồn cộng cái phím tăng âm lượng. Đó, nhấn giữ thì nó đã chụp màn hình. Đấy, rất là nhanh. Với iPhone 10 thì các bạn sẽ có hai cái tay thỏ ở hai bên này. Tuy nhiên với một số bạn, các bạn cảm thấy không quen hoặc là không thích cái tay thỏ ID ấy, thì các bạn vẫn có cách để mà ẩn nó đi một cách khá là dễ chịu. Đó chính là các bạn sẽ sử dụng một cái hình nền phù hợp với cái điện thoại, đồng thời nó tạo một cái nền đen ở trên này là nó che đi được. Thì mình sẽ có một cái ứng dụng, đó chính là cái ứng dụng Notcho này. Các bạn vào trong này. Thực ra cái này nó có ở trên App Store, mình sẽ gắn link cho các bạn ở phía bên dưới phần mô tả của video nhé. Thì trong này thì nó sẽ tạo một số cái hình ảnh cũng như là cái hình nền cho các bạn lựa chọn. Đấy, nó có rất là nhiều thứ để các bạn có thể lựa chọn. Sau khi lựa chọn xong ấy, thì các bạn sẽ đặt nó làm hình nền. Đây, mình cũng đã đào về vài tấm hình rồi. Ví dụ như cái này đi, mình sẽ đặt nó làm hình nền của cái điện thoại. Sau khi mà bạn tải được những cái hình nền có cái kiểu như vậy đấy, thì khi mà bạn đặt hình nền trên chiếc iPhone 10 thì nó sẽ có cái viền đen chạy ở trên này, thấy chưa? Giống như là chúng ta có một cái viền mặc định ở trên này.
Nhưng mà nhìn thì nó cũng vui vui ấy, nhưng mà cá nhân mình nhìn cái tay thỏ Mix mình cũng quen rồi. Để cái này để có một cái kiểu trải nghiệm khác nó lạ hơn. Tuy nhiên khi mà các bạn vào trong những cái ứng dụng mặc định ấy, thì nó vẫn sẽ hiện cái tay thỏ bình thường. Ví dụ nơi duyệt web thì chúng ta vẫn có tay thỏ, chứ không phải là biến mất nhé. Và với iPhone 10 thì chúng ta phải nói là có rất nhiều cái trải nghiệm mới, những cái cử chỉ mới này, những cái hành động mới, và kể cả hai cái tay thỏ này nó cũng mang lại nhiều cái điểm thú vị nữa. Và cá nhân mình thì mình rất là thích cái điều đó. Còn các bạn, khi mà các bạn sở hữu iPhone 10 thì các bạn có những cái mẹo hay là những cái thủ thuật gì có thể chia sẻ của mình ở comment bên dưới nhé. Bởi vì mình không có sử dụng nó nhiều nên là sẽ còn một vài cái chưa phát hiện ra, thì các bạn cứ chia sẻ bên dưới. Mình cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip lần sau.